hello, xin chào mọi người. thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách đắp bột cho móng coffin. thì móng coffin đắp bột cho móng coffin và móng vuông thì nó có một vài điểm khác nhau. ok, thì trước tiên mình sẽ bỏ mờ lên. thì à, cái bước mà để chúng ta chuẩn bị cái dũa xếp coffin á, thì video trước mình cũng đã chia sẻ rồi. thì nếu bạn nào chưa xem thì có thể tham khảo lại cái video trước đó của mình. và bây giờ mình bỏ lớp mờ lên. và sau đó mình sẽ bỏ một lớp nữa. thì cái lớp này nó sẽ giúp cho một phần nào đó bột của mình được ở lâu hơn và nó sẽ giúp cho bột mình khó bị hở hơn thì cái nước này giống như mình đã hứa với tất cả các bạn thì video ngày thứ số 100 của mình mình sẽ tiết lộ với các bạn về cái nước này thì có nhiều bạn đón nước này nước kia nhưng mà thôi thì để xem đến tập thứ 100 đi thì mình sẽ hoàn toàn chia sẻ thật lòng với các bạn về cái nước này thì mình cũng xin nói lại nước này nó sẽ giúp cho mình Thứ nhất sẽ khó bị hở Hai bên hông của móng Đối với những người mà móng có dầu nhiều Thì nó cũng sẽ giúp cho ở được lâu hơn Thì à, mong là các bạn sẽ đợi đến tập số 100 của mình Mình sẽ chia sẻ Ok thì quay lại vấn đề đắp bột thì cách đắp bột này á thì các bạn nên nhớ đối với cái móng mà móng út nhỏ như thế này đây khi mà các bạn lấy bột thì các bạn lấy hoàn toàn là nguyên cây cọ nhưng mà khi mà các bạn bỏ lên thì các bạn bỏ cái phần bên cạnh của gốc cọ bên cái gốc của cọ và sau đó chúng ta lan dần qua giữa và đi về bên cái gốc bên đây đó thì đối móng khớp phần các bạn đắp thì các bạn nên chú ý vào hai bên nhiều hơn vì hai bên nó sẽ đấy các bạn thấy không các bạn thấy mình bỏ phần bột lên không mình bỏ bên hông của cọ và sau đó kéo dài xuống và các bạn nhớ khi mà các bạn bỏ các bạn cố gắng nghiêng móng tay của khách xuống vì khi mà các bạn nghiêng như vậy á sẽ tạo cho bột của chúng ta nó chảy đều từ trong ra ngoài và nó sẽ tạo co cho có cái độ mịn luôn và khi mà nó chảy như vậy á thì làm cho chúng ta đỡ mất thời gian đập bột là cái thứ nhất thứ hai chúng ta sẽ dễ dàng canh được cái phần bột hai bên hông của bóng thì à, lúc mà chúng ta canh như vậy thì bột nó sẽ không bị khô và chúng ta dễ dàng vuốt hơn Các bạn nhớ khi mà chúng ta bỏ bột lên các bạn nên chú ý đập bột hai bên hông. Khi mà chúng ta đập bột hai bên hông á để chi đập vào đập khi mà chúng ta đập bột thì chúng ta cố gắng đập quét vô để chi để cho tránh cái phần bột nó bị tràn qua hai bên các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Những cái móng mà cái neo base của họ nhỏ quá thì chúng ta không thể nào mà để cục bột ngay chính giữa cọ được. Vì khi mà các bạn để cục bột ngay chính giữa như vậy á thì cái phần bột hai bên hông của cái cọ nó sẽ bị lan qua hai dòng da đây các bạn nhìn lại mình lấy lần nữa nha Đó đối với móng cái cũng vậy nè Mình lấy nè Thì móng cái thì à, các bạn để chính giữa cũng không sao Đấy Các bạn để lên các bạn đè hai bên va Đè vào dòng da Và sau đó chúng ta đập bột Nhớ chúng ta nghiêng móng xuống Để chi để cho bột chảy đều từ trong ra Và khi mà nó chảy như vậy á, Thì nó sẽ đỡ càng qua được hai bên vì khi mà nó chảy, chúng ta chỉ quan trọng đập hai bên vào thì cái phần bột nó sẽ khó có thể chảy được qua hai bên. Đây các bạn thấy không? Nè mình bỏ bột lên nè, để mình cho các bạn xem. Mình bỏ bột đây các bạn thấy không? Mình bỏ bên cái phần cạnh của cọ, bên cái gốc cọ và sau đó mình sẽ chảy dài bột xuống từ trong ra ngoài và chúng ta đẩy nhẹ vào dòng da. Thì các bạn khi mà các bạn đắp này thì các bạn thật sự là không cần phải lấy quá nhiều nước. Nếu mà các bạn làm đúng cái chu trình này thì chúng ta sử dụng cái nước ly quyệt rất là ít. Đấy, các bạn để lên, chảy đều bột từ trong ra ngoài và nghiêng móng xuống để cho bột nó chảy và chúng ta đẩy vào dòng da. Và sau đó chúng ta đập bột hai bên vào. Vừa đập vừa kéo xuống, vừa đập vừa kéo xuống. Thì uh, kéo xuống như vậy á, bột nó sẽ chảy đều ra và sau đó chúng ta vuốt là chính giữa là xong. Đấy các bạn thấy không? Nó đơn giản thôi, có nhiều bạn thì nhìn cái cách đắp bột của nhiều người thì quá là phức tạp cứ đập quá trời đập và kéo quá trời kéo gốc cuộc bột không còn trên móng đó thế các bạn thấy không mình chỉ chú trọng hai bên vì khi mà các bạn đập hai bên thì bột nó đã dồn chính giữa rồi các bạn không cần phải đập chính giữa đập chính giữa trừ khi nào trừ khi bột của các bạn nó không chảy được nữa và nó thiếu bột hai bên thì chúng ta phải đè chính giữa xuống để cho bột nó lan qua hai bên lại để cho chúng ta có bột hai bên đấy thì đó là cái lúc mà chúng ta phải đè bột tránh giữa còn ngoài ra khi mà các bạn đắp các bạn không chú cần chú trọng tránh giữa đâu các bạn cứ chú trọng hai bên hông cho mình vì khi mà các bạn chú trọng hai bên hông thứ nhất để cho bột tránh tràn để chúng ta dũa được dễ dàng hơn và không sợ đứt tay khách thứ hai nó không tràn ở ngoài đầu móng để khi móng ta dũa xếp đỡ cực hơn đó và nó không tràn trên cái dòng da đó là những cái vấn đề mà chúng ta nên chú trọng khi mà chúng ta đắp bột trên móng uh, coffin các bạn thấy không? khi mà mình đập hai bên xong rồi thì các bạn chỉ cần nhúng cọ ướt chút các bạn vuốt từ trên vuốt xuống để chi để cho cái phần nước nó tạo cho cái bột nó mịn lại bột nó mịn trên cái phần à, móng thì lát nữa chúng ta sẽ dễ dàng dỗ hơn Ok thì video ngày hôm nay mình chỉ chia sẻ đến đây thôi. Mong là các bạn sẽ thích video của mình. Nếu thích thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh của mình nha mọi người. Ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.